Chị ba, chị bị sao vậy? Anh ba hành hạ chị tới nông nỗi này sao? Chị còn đau không? Để tôi ra ngoài lấy thuốc sức cho chị để mau tan máu bầm nha. Chú mặc kệ tôi đi. Tôi có chết cũng không cần chú thương hại tôi đâu. Cái đau này thấm gì dây vết thương mà chú để lại trong lòng của tôi chứ. Chị ba, tôi thành thật nhận tất cả lỗi lầm về mình. Tôi biết là tôi đã làm chị đau lòng lắm, nhưng xin chị hãy quên đi chuyện cũ. Giữa chúng ta bây giờ là một bức tường luân thường đạo lý. Cho dầu tôi có xót xa chị cách mấy thì cũng không thể vượt qua được. Mong chị hiểu cho tôi. Chú Tư à, nếu như chú muốn tôi quên đi chuyện cũ thì chú đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa. Cứ coi như hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, đã phân rẽ nhau rồi thì đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Từ rày chú đừng can dự vào chuyện của tôi làm nữa. Chú biết chưa? Tôi hứa sẽ không làm phiền chị nữa đâu. Nhưng còn có một việc tôi cầu xin chị. Chú nói đi. Tôi muốn chị cho tôi xin lại toàn bộ thơ từ trước đây tôi đã viết cho chị. Tại vì những thứ đó bây giờ đối với chị cũng chỉ là vô nghĩa. Chú muốn đòi lại những thơ từ trước đây sao? Chú đòi lại để làm gì? Chị đừng hỏi can tôi làm gì. Xin chị hãy trả hết lại cho tôi. Thôi được, nếu chú một mực đòi lại, tôi sẽ trả hết cho chú. Cũng tốt, tôi không muốn cất giữ những thứ không thuộc về mình. Chú cầm đi. Chị ba, đây là toàn bộ hay sao? Chị có để sót lá thơ nào không? Chị thử coi kỹ lại đi. Tôi không muốn giữ chị và tôi gặp rắc rối gì nữa đâu. Tôi đã trả hết cho chú rồi đó. Chú bị làm sao vậy? Chú lo lắng chuyện gì hả? Chị ba, chúng ta đã không có căn duyên với nhau. Chị đừng nên bận lòng về chuyện quá giải nữa. Tôi sẽ đốt đi tất cả những lá thơ này, đặng không còn một dấu tích nào nữa, không vấn vương, không nhớ nhung gì hết. Và đây cũng là cách duy nhất để tôi với chị sống yên thân trong cái nhà này. Tôi thì không ngờ chú lại nhu nhược đớn hèn đến như vậy. Thì ra chú sợ anh chú nhìn thấy những vật này thì làm khó làm dễ chú đúng không? Chị hãy hiểu cho tôi. Tôi làm như vậy cũng chỉ là bớt đắc dĩ. Tôi không muốn anh ba vì những thứ vô nghĩa này mà sanh tánh ghen tuông, rồi làm hại tới chị đó. Đây là những thứ không còn giá trị đối với chú hay sao? Tôi không ngờ những lời nói này lại thốt ra từ miệng của chú.
biết việc này, làm tôi đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần. Sợ gì nỗi đau thể xác mà tôi phải chịu đựng không? Chị ba, tôi xin lỗi. Chú đừng nói gì nữa, chú đi đi. Anh Trọng, cảm ơn anh đã xóa hết giùm tôi hình ảnh người thanh niên mà trước đây tôi từng nghĩ đó là người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời này. Anh có biết là anh vừa thiêu đốt trái tim tôi thành tro bụi, hệt như đống tro tàn mà anh vừa đốt đó. Anh ra khỏi đây đi, đi ngay lập tức cho tôi. Chị ba, tôi mong chị hiểu cho tôi. Đừng nói gì nữa hết, tôi không muốn nghe. Đi ra, đi ra khỏi phòng tôi ngay. Đi đi. Làm việc của mình đi. Chị Thanh, tôi mệt trong người lắm. Tôi thấy tức ngực, khó thở, tôi không thở được. Chị đưa tôi ra ngoài giường cho dễ thở. Ở trong này tù túng như vậy, tôi chết lúc nào không hay đó. Chị nghe tôi nói gì không? Đưa tôi ra ngoài đi, tôi chết ở đây cho chị vừa lòng nè. Bây giờ chị có nghe không? Tôi muốn ra ngoài. Chị nghe không? Tôi thấy hơi ớn lạnh, chị đi riết về phòng lấy cho tôi cái áo khoác ra đây. A Si, chị đi mau mau lên đi, tôi cảm lạnh bây giờ. Tôi biết rồi, tôi đứng đây chờ chị. Đi đi. Thank you.
Ủa, Mợ Ba, Mợ đi đâu đây? Sao Mợ biết nơi đây mà tới vậy nè? Tôi đang đi dạo ngoài kia, tình cờ thấy chị cho nên tôi đi theo. Quỷ thần ơi, Mợ tới đây bằng chi? Chỗ này á toàn rắn rít không à, Mợ đừng có bước tới, coi chừng rắn nó cắn á. Kỳ dữ không? Chị nói chỗ này có rắn. Vậy sao có người ở đây chứ? Cô gái đó là ai? Thì cớ chi lại bị giam giữ ở chỗ hẻo lánh hẩm hút như vậy? Dạ, chuyện này tôi không có biết. Xin Mợ thương tôi mà quay về nhà đi Mợ. Cậu Ba mà biết là Mợ đi theo tôi tới đây á là cậu đuổi việc tôi liền á Mợ. Tôi năn nỉ Mợ, Mợ Ba. Cậu Ba không cho ai tới gần đây hết hả? Dạ phải. Mà Mợ hỏi nhiều quá bằng chi, Mợ đi về đi mà. Ủa kìa kìa, có người tới tìm Mợ kìa. May quá à. Chị, bằng ơn đưa Mợ Ba về giùm tôi đi chị. Cậu Ba mà biết được á là tôi với chị đều khó sống á. Khoan đã, tôi muốn hỏi cô gái đó một chút chuyện. Đừng Mợ. Cô gái đó là ai? Cớ chi cô ta lại bị đối xử tệ bạc luôn vậy? Mà cô ta còn đang mang bầu nữa chứ. Không hiểu sao vừa nhìn thấy cổ, trong lòng mình lại trào dâng một sự thương xót, hệt như đang chứng kiến cảnh người thân mình đang bị ngược đãi. Kỳ lạ quá, ánh mắt của cô ta nhìn mình rất quen thuộc. Hình như mình đã gặp cổ ở đâu rồi thì phải. Hồi chiều cô đi đâu? Tôi đi đâu phải báo cho anh biết sao? Phải, cô đã là vợ tôi, cho nên cô đi đâu, mừng gì, cô cũng phải được sự cho phép của tôi. Cô hiểu chưa? Anh không có quyền kiềm chế tôi. Cớ chi anh cho người theo dõi tôi chứ? Còn tra hỏi như tù nhân vậy. Tôi mừng tất cả việc này là vì cô. Nếu cô chịu tuân theo khuôn phép, đừng ngang ngược chống đối, thì tôi không có đối xử tệ bạc với cô như vậy. Bây giờ cô hối tiếc cũng đã muộn rồi. Tôi không có chi phải hối tiếc cả. Tôi sẽ chống đối anh tới cùng. Mà kệ cô, việc đó tôi không màng tới. Tôi vô đây là để báo cho cô biết, cô không được bén mảng tới nơi mà tôi giam giữ những người có tội đó. Nếu cô không chịu vâng lời theo tôi, cố tình làm bướng, coi chừng số phận của cô chẳng khác gì họ đâu. Cố mà nghe kỹ đó. Thì ra anh ta chính là người đã ra lệnh giam giữ cô gái đáng thương nọ. Cô ta đã mần việc gì mà phải chịu cảnh tù tội trong lúc bụng mang dạ chữa như vậy chứ? Cớ chi anh ta không muốn để cho mình tiếp xúc với cô gái đó? Không được, mình không đành lòng nhắm mắt làm ngơ trước một người con gái cô thế bị hiếp đáp rẻ rúng như vậy. Mình nhất định phải tìm hiểu cho bằng được căn do thì mới cam lòng. Tú à, con đang bận gì không Tú? Má vô thăm con được không? Dạ, con không bận gì hết, mời má vô chơi. Con mời má ngồi. Con đã thấy quen với cách ăn ở đây chưa? Gia nhân trong nhà có mần việc chi trái ý con không? Con cảm ơn má đã có lòng nghĩ tới con. Tuy con còn lạ lẫm với cách sống ở đây, nhưng mà con cũng muốn cố gắng tập dần cho quen má. Có điều con thấy mấy người trong nhà lạ lắm, y như là họ cố tình giấu con chuyện gì đó. Mấy lần con hỏi, họ lảng tránh không chịu trả lời con. Con nói chi mà kỳ vậy? Con là Mợ Ba nhà này, ai mà dám không nghe lời con chứ. Mà con hỏi việc chi con, có hệ trọng không? Dạ, là do tình con thấy chị đẹp đem cơm xuống dưới cái chòi ở tận sau giường nhà mình. Con hỏi thì không chịu nói. Má Ba,
Má nói cho con biết đi, ai đang ở dưới cái chòi đó vậy má? Mà tại sao người ta cứ giấu giấu giếm giếm luôn vậy? Có phải là người đó mắc tội lớn lắm đúng không má? Cho nên là mới bị nhốt một mình như vậy. À, thì ra là con muốn biết việc đó hay sao? Ừ. Chuyện đó nói ra cũng dài dòng lắm con. Mà đầu dây mối nhợ, nói cho cùng cũng tại má hết. Ủa, việc đó thì can dự chi tới má? Không lẽ người đó làm chuyện quấy với má, cho nên là họ phải chịu tới như vậy sao? Không phải đâu con. Con nhỏ đó tên là Hường, trước đây nó cũng là đầy tớ trong nhà mình. Hoàn cảnh tội nghiệp lung lắm con. Má, má kể rõ ngọn ngành cho con được không má? Vậy người đàn ông hại cổ mang thai là ai vậy má? Anh ta làm hại cuộc đời của cổ mà lại dửng dưng như vậy sao? Tại sao đứng nhìn cổ sống không bằng chết như vậy chứ? Tú à, con nó nhỏ thôi. Nếu không thì má con mình gặp phiền phức đó đa. Thiệt ra con Hường nó khai nhận cha của đứa nhỏ là thằng Điền. Nó là tá điền của nhà mình. Dựa theo lệ làng, thằng Điền nó bị phạt rồi, bị buộc ra khỏi xứ mà đi rồi. Những tục lệ cổ hủ như vậy mà còn đem ra hành hạ người ta sao má? Sao hành hạ người ta tới thân sơ thất sở như vậy được? Con không thể chịu được. Con không thể để cô gái đó bị hành hạ mãi như vậy được. Má, má nói cô gái bị nhốt trong củi tên gì vậy má? Nó tên là Hường. Đó là tên cha của thằng Trọng đặt khi nó mới vô làm người hầu của nhà mình. Chớ thiệt ra tên cúng cơm của nó hình như là... À, là Nương. Má nói sao? Có tên Nương hả? Có chắc chắn không má? Ừ. Thì nó mới tới đây, nó tên là Nương mà. Tú. Tú, con sao vậy Tú? Tự dưng sao mặt con tái xanh tái xám vậy nè? Con có bị trúng gió không? Để má coi thử coi. Sao vậy con? Dạ không đâu má. Chắc mấy hôm nay con ít ăn thôi, nhưng ngủ không được, cho nên là con suy nhược thôi. Ừ, vậy thôi con nằm nghỉ đi. Để má xuống dưới bếp á, kêu con đẹp chân yến cho con tẩm bổ nghe. Dạ con cảm ơn má. Má. Trọng con. Dạ. Trọng à, có một việc làm tâm trí má không được yên. Dạ, vậy má cứ kể đi, con xin nghe. Con biết không, chiều nay má có vô thăm con Tú. Tình cờ nó có hỏi má về việc của con Hường. Tú? À không, chị ba quan tâm tới việc của Hường hả má? Nó nói thấy hoàn cảnh của con Hường tội nghiệp nên muốn biết căn do tại sao nó ra nông nổi như vậy. Rồi má kể hết cho chị tất cả mọi chuyện rồi hả má? Thì đã là người trong nhà thì giấu làm chi nữa con. Má đã kể hết cho nó nghe rồi. Cả việc Hường bỏ trốn rồi mang thai mà không biết cha của đứa bé là ai. Con nói gì kỳ vậy? Chẳng phải con Hường nó thú nhận chính thằng Điền đã làm hại nó rồi sao? Dạ, con quên má. Bà chị ba còn hỏi chi nữa không? Má thấy coi bộ nó rất hận người gây ra sóng gió cho đời của con Hường. Mà kỳ lạ nhất, khi nó nghe con Hường có cái tên cúng cơm là Nương, nó có vẻ thảng thốt lung lắm. Không biết má có đoán lầm hôn nữa. Cứ như là con Tú nó có quen với con Hường trước đây hay sao á. Trọng, con nghĩ coi
hai đứa nó có quan hệ gì không con? Trọng à, Trọng, má hỏi sao con không trả lời? Con nghe má nói gì không? Trọng. Dạ, con đang nghe mà má. Má, con không nghĩ là họ có quan hệ chi với nhau đâu. Thân phận của họ khác nhau lung như vậy thì làm sao mà quen biết nhau được hả má? Má, má cứ lo nghĩ đâu đâu không mà. Má cũng trông là như vậy. Chứ lỡ tụi nó có họ hàng với nhau thì tánh nóng nảy của con Tú nó sẽ bên vực cho con Hường, rồi khơi lại chuyện cũ, thì trong nhà trong cửa xáo trộn cho coi. Lại trời lại Phật, tai qua nạn khỏi. Việc này có vẻ khả nghi đây, tôi báo cho bà biết mới được. Ủa, cô tính đi đâu vậy? Dạ, tại con thấy nóng nực trong người, chắc con ra ngoài dạo chơi một chút. Má đi nghỉ sớm đi má. Con Tú thiệt là đa sự, mới về làm dâu nhà người ta mà đã tò mò tọc mạch à. Còn bà ba nữa, mắc chi phải đem chuyện nhà ra mà kể lể như vậy? Có hay ho gì đâu mà cứ nói tới nói lui miết vậy đó hả? Ông chỉ nghe có chuyện đó thôi sao? Dạ còn việc này nữa, bà ba nói là nghi ngờ mợ ba có quan hệ chi đó với con Hường, vì thấy mợ có vẻ quan tâm tới nó lung lắm. Ôi, một bên là lá ngọc cành vàng, một bên là đầy tớ hèn mọn, dính dáng gì với nhau chứ? Bà ba này chỉ khéo tưởng tượng thôi. Nhưng nói nào ngay, tôi cũng thấy lo lo. Bà lo điều chi? Bà lo mở ba giải thoát cho con Hường hả? Không, con Tú không dám mận chuyện đó đâu. Tôi lo là chuyện con Hường. Cái chuyện nó vốn dĩ đã êm đẹp rồi, bây giờ có người khơi gợi lại chuyện cũ, rủi đổ bể ra, thiệt là hậu quả khôn lường. Bà sợ cậu hai mang tiếng sao? Ông ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Tự dưng lôi thằng hai vô đây làm chi? Cẩn thận cái miệng đó. Dạ, tôi xin lỗi bà. Nghe tôi dặn đây. Dạ. Chuyện này dẫu chưa rõ thật hư, nhưng cũng phải lập kế đặng đề phòng bất trắc nghe không? Dạ. Tôi tính vậy. Tôi sẽ cho làm vậy. Vậy ông cứ làm như vậy, nghe chưa? Ông nhớ lời tôi dặn, nghe. Dạ. Chỉ có cách đó mới mong giữ được yên tĩnh cho cái nhà này. Bà biết không, cũng may á là con chặn mợ ba lại kịp á. Không ấy là mở lân la tới chỗ đó hỏi chuyện con Hường rồi bà. Tao đã biểu con Thanh theo sát bên con Tú, vậy mà nó bỏ đi đâu vậy chứ? Cũng tại mợ ba hết á bà. Mợ ba kêu chị Thanh phải chạy về phòng lấy cái áo, nên chị Thanh mới bỏ đi á. Cái con này toàn gây chuyện rắc rối cho tôi không à. Rồi mày có nói với nó chuyện con Hường không? Dạ không, con đâu có dám mở miệng đâu bà. Con không có dám nói bậy nói bà. Con im re à. Mợ ba có hỏi á chứ mà con giả lơ luôn á. Con mận như là con không có biết gì hết trơn á trội á. Mà cũng hên bà, lúc đó cái chị Thanh đi tới nắm tay mợ ba lôi đi mất tiêu luôn hàng. Mày biết im lặng vậy là giỏi đó. Tôi ghét cái thứ thài lai ba láp ba xàm. Chuyện gì cũng đi học với người khác hết á. Dạ.
Má. Ủa, ba Lâm, con về rồi đó hả? Con về lúc nào mà má không hay vậy? Hồi nãy má qua phòng má thấy biểu con chưa về mà. Con ăn uống gì chưa? Đẹp. Dạ. Coi xuống bếp á, nấu mấy món ngon cho cậu ba ăn nghe không? Dạ, con đi liền. Cậu ba ăn gà hầm hạt sen nha cậu ba. À, hay cậu ba muốn ăn cháo tổ yến? À quên, cậu ba đi cả ngày như vậy mệt mỏi lắm rồi. Cái này là cậu ba phải ăn giò heo, hầm thuốc bắc cho nó mau lại sức. Đẹp. Dạ. Mày bắt cái chứng gì vậy hả? Mới khen mày giỏi biết giữ mồm giữ miệng. Giờ lại tí lia tí lịa làm sao ạ? Mau xuống bếp nấu đồ ăn đi. Dạ, con đi liền. Cậu ba chờ tôi chút xíu nghe. Bà Lâm à, thấy con vất vả tối ngày lo cho công chuyện, má cũng không muốn làm phiền con phải vất vả lo lắng. Nhưng má sợ nếu không cho con biết chuyện này á, rồi xảy ra chuyện gì á thì trở tay không có kịp đâu con. Má đừng có ngại, có chuyện gì má cứ nói cho con nghe. Con à, má nghe nói con Tú nó tìm tới chỗ con Hường bị giam giữ đó con. Bà Lâm à, con thấy sao? Cái tánh con Tú nó nóng nảy chẳng khác gì đàn ông. Rồi nó tìm cách quay lại chỗ đó, ra vấn dò hỏi con Hường. Để con Hường nó nói ra sự thật á, thì nguy quá. Má lo cái gì chứ? Con Hường nó ăn gan trời, cũng không dám lên tiếng đâu. Con à, người ta nói cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Con đừng có ỷ lại. Má nghĩ tốt nhất á, là con phải căn dặn vợ con, cấm không cho nó ra gặp con Hường nữa. Việc này á, mình phải ngăn chặn ngay từ đầu, chứ đừng để lâu mà mang quả lúc nào không hay đó con à. Dạ, con sẽ có cách để cho vợ con không có tra hỏi gì được về con Hường. Má nghĩ đi, con về phòng đi. Nhưng mà khoan đã. Ba Lâm, con biết nó về phòng nó có quở trách con Tú hay không nữa. Biết vậy mình đã không nên nói ra chuyện này cho nó tỏ. Không phải đâu con. Con nhỏ ở dưới chòi nó tên là Hường, nó là đầy tớ của nhà mình. Hoàn cảnh của nó tội nghiệp lung lắm. Thiệt ra Hường nó khai nhận cha của đứa nhỏ là thằng Điền, và theo lệ của làng á, là thằng Điền sau khi bị phạt roi đã bị buộc rời khỏi xứ. Từ phu tương bảo kiếm sắc phong lên đàn, giàu xa luôn trong tình chàng, đêm năm cánh mưa màng, em luôn trong tình chàng. Ôi gan vàng quặn đau ý ai, đường dù xa âm bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tao khang. Chị đẹp hả? Tôi là Tú, mở ba nhà này. Mợ là mợ ba, vợ của cậu ba Lâm hả? Đêm khuya mà mợ tới đây mừng chi? Tôi đang đi dạo trong vườn, nhưng bỗng có tiếng ai ca văng vẳng nghe cũng vui tai. Tôi đi lần tới, không về là chị.
mợ ba bỏ qua cho. Tại tôi không ngủ được nên tôi ca dạy con cho đỡ buồn. Không ngờ lại phiền tới mợ. Không, tôi thích nghe chị ca lắm. Chị làm tôi nhớ lại hồi nhỏ. Tôi cũng hay ca bài này với chị hai tôi. Chị hát tôi nghe đi. Dạ. Tư là tư phú tương, bảo kim sắc phong lên đàn. Giàu xa luôn trong tình chàng. Dạ. Đêm năm canh mơ mà em luôn trong tình chàng. Chỗ gan vàng quặn đau ý ai. Đường dù xa ông bướm, mợ là người trên tỉnh, sao mợ biết mấy bài ca này? Thiệt ra chị Hương nè. Dạ. Nghe nói là chị còn một tên khác nữa đúng không? À, mợ muốn nói đến cái tên cúng cơm của tôi đó hả? Tên thiệt của tôi là Nương, còn Hường là do ông hội đồng đặt cho tôi đó. Chị Hường, chị Nương, năm nay chị được bao nhiêu tuổi? Quê chị ở đâu? Chị còn cha mẹ hay chị em gì không? Mợ hỏi nhiều quá, tôi nhớ hỏng hết. Tôi năm nay được 20 hay 21 gì đó. Còn quê ở đâu thì thiệt tình tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ năm tôi lên 9-10 tuổi chi đó, cha tôi bị người ta hãm hại phải vong mạng. Còn má tôi dắt tôi và một đứa em gái bỏ làng chạy miết tới đây. Còn em tôi không biết vì sao lại đi lạc, cho nên má tôi... má chị vì quá đau buồn đã tìm tới cách chết đúng không? Mợ ba, mợ là ai? Sao mợ biết chuyện nhà tôi rành quá vậy? Tôi còn biết đứa em gái của chị cũng tên Nương, cho nên hai chị em, một đứa kêu là Nương chị, đứa kia kêu là Nương em. Nương em mà chị tưởng đi lạc đó, thiệt ra là bị người ta bắt cóc rồi bán làm con nuôi cho một nhà già. Mợ ba, mợ ba làm gì vậy? Sao? Có thiệt là Nương em không? Chị ơi, em là em của chị nè, em chính là đứa em gái của chị nè. Em đúng là em gái của chị sao?
ơi, con đã tìm được em con rồi. Con tìm được em con rồi, cha má ơi. Chị có nằm mơ không? Không. Chị không có nằm mơ. Chị ơi, không phải là mơ, là thật mà, là thật mà. Chị em mình đã tìm được nhau sau gần 8 năm trời lưu lạc. Chị nắm tay em thật chặt, chị nắm thật chặt, đừng bao giờ buông ra nghe chị. Cuối cùng chị em mình cũng đã tìm được nhau. Em không muốn xa cách nữa. Chị không buồn, chị không có buồn đâu, chị không có buồn đâu. Kể từ cái buổi trưa hôm đó, hai chị em mình lạc nhau. Em có nhớ không? Lúc đó chị bị sốt nặng lắm. Em đi theo người ta, rồi không gặp lại má và chị kể từ đó. Má đau buồn quẫn trí vì để mất em, nên má đã tự vẫn trong đêm hôm đó. Nên chị mới bơ vơ lạc lõng, một thân một mình, giữa đất lạ quê người. Đúng không chị hai? Má và chị lo cho em lắm, em biết không? Mà thôi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ em kể cho chị nghe chuyện của em đi. Hồi đó em bị họ bắt cóc, rồi đem bán cho nhà giàu sao? Em bị bắt cóc, nhưng còn may mắn hơn chị là họ bán em cho một thương gia nhà giàu ở trên tỉnh á. Ông ta không có con nên nhận nuôi em, rồi đổi tên em là Tú, rồi cho em ăn học tử tế đường hoàng. Cha nuôi em có thương em không? Ông cưng chiều em lắm. Giá như chị được gặp mặt, đặng cảm ơn ông ấy đã cưu mang và nuôi nấng em nên người như vậy. Chị à, rồi có ngày chị sẽ gặp được cha nuôi em mà. Biết chừng nào chị mới thoát khỏi số kiếp này hả em? Chị là đầy tớ của người ta, sống hay chết là do họ định đoạt em mà. Không được, xã hội bây giờ đã tấn quá rồi, không ai có quyền giam giữ chị ở đây hết. Em hứa với chị, nhất định em sẽ chống lại hủ tục này. Em sẽ đòi họ trả lại cho chị cuộc sống tự do. Chị tin em nghe chị hai. Em khôn lớn rồi, mần việc gì cũng phải chín chắn, đừng có vội vàng hấp tấp nghe chưa. Em đừng có lo cho chị, chị ở như vậy cũng quen rồi. Chị chỉ mong em được sống vui vẻ và hạnh phúc bên cậu ba. Chị đừng nhắc tới người đó. Trước giờ em vốn đã không ưa anh ta rồi, bây giờ biết được chính anh ta đã ra lệnh nhốt chị ở đây, em càng thêm hận. Chị hai à, ai là người đã hại chị đến nỗi thân sơ thất sở như vậy? Chị nói thiệt cho em biết đi. Chuyện quá giản rồi, bỏ qua đi. Chị không muốn khơi lại chuyện cũ. Đánh chị giống hệt như ngày xưa, có việc gì cũng thà cam chịu một mình, chứ không muốn liên lụy tới ai hết. Thì em cũng vậy, đờn bà con gái gì mà tánh khí khẳng khái, nóng nảy y như cậu con trai vậy. Chị hai à, chị sắp sanh con rồi, chị không thể để đứa nhỏ sống cùng chị ở nơi hẩm hốc như vậy. Chị có muốn con chị được nuôi nấng đường hoàng không? Chị muốn lắm, nhưng chị không biết phải làm sao hết. Em sẽ giúp chị, nhưng mà chị phải nói cho em biết cha của đứa nhỏ trong bụng chị là ai, rồi em sẽ có cách buộc anh ta phải cứu chị ra khỏi nơi này. Em nói thiệt chứ? Thiệt mà, chị không tin em sao? Chị tin chứ.
Em là người thân duy nhất của chị. Chị không tin em thì tin ai? Việc này lâu nay chị vẫn giấu kín tên người đó. Thậm chí chị còn đổ oan cho anh Điền. Chị có lỗi với anh lung lắm. Chị hai, giờ chị nói ra thì anh Điền cũng được rửa sạch vết nhơ này mà. Nói đi chị. Chị nói, cha của đứa nhỏ này là chết rồi. Có người tới. Nhiều người quá. Cô Mân cái trò gì vậy? Nửa đêm nửa hôm trốn ra đây là vì căn do gì? Cậu ba, không phải tại mợ ba đâu. Cậu đừng có bắt tội mợ ấy. Tại vì tôi hát bậy bạ cho nên mợ ba không ngủ được, cho nên mợ ấy mới lần ra đây. Cô im đi. Tôi chưa hỏi tới cô. Còn cô trả lời tôi đi. Cô tới đây đặng mần việc mờ ớ có phải không? Nè, anh đừng có vu oan cho tôi nghe. Tôi có chân có tay, tôi muốn đi đâu á là quyền của tôi. Anh cấm tôi được sao? Cô thích dùng quyền lắm đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy cái quyền của tôi trong căn nhà này. Lôi mờ ba về, nhốt trong phòng, khóa trái cửa lại cho tôi. Dạ. Cậu ba, nếu cậu chống cự, cứ lấy về trói lại. Dạ mời mờ ba. Thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi không phải là tù nhân mà sao mấy người ngược đãi tôi như vậy? Thả tôi ra. Mợ ba, mợ ba. Chị, mợ ba, tôi xin cậu mà, cậu tha cho mợ ba đi. Cậu cứ trừng phạt tôi là lỗi của tôi, mợ ba không có tội tình gì hết. Cậu ơi, tôi xin cậu đừng có hành hạ mợ ba mà. Cậu ba, tôi xin cậu, cậu đừng có hành hạ mợ ba mà. Cậu ba ơi, Cậu ba ơi, đừng ơi. Nếu mà ba bước ra khỏi phòng, cô liễu hồn với tôi. Chị Thanh, cho tôi ra ngoài. Mở cửa cho tôi nhanh lên. Mở cửa cho tôi nghe không? Mở ra. Ba Lâm, mau mở cửa. Thả tôi ra. Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Ba Lâm, nghe tôi nói gì không? Nghe tôi nói gì không? Mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Ơn nghĩa này tôi xin ghi lòng tạc giả. Chị Thanh ơi, giúp tôi đi. Thả tôi ra ngoài đi. Tôi xin chị mà. Chị có nghe tôi nói gì không? Mở cửa ra đi. Cảm ơn giúp tôi đi mà. Ah!
Chuyện gì vậy? Dạ, chuyện kinh khủng lắm bà ơi. Cái tật lanh chanh lách chách của mày á, tao nói miết mà mày không chịu bỏ. Chuyện gì thủng thẳng nói, có ai chết đâu mà mày la dữ vậy? Dạ, con cũng không biết là nó còn sống hay là chết nữa. Mày nói ai vậy? Dạ con Hường đó bà. Con Hường nó... Mà nó bị làm sao mà mày nói nó sống hay chết? Dạ nó bị... Bị cái giống gì? Nó bị cắt lưỡi rồi. Dạ. Ai mà làm cái chuyện ác dân thất đức dữ vậy? Thôi mày mau mau dẫn tao tới đó đi. Dạ, dạ, mau dạ. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi có nghe lầm không? Chị Hường bị người ta cắt mất lưỡi rồi sao? Trời, chị ơi, trời ơi, mở cửa ra, mở cửa ra cho tôi. Mấy người lòng lang dạ thú, sao lại nở xuống tay như một cô gái như vậy? Mau thả tôi ra. Thanh, mà mở cửa ra. Thanh, chị có nghe tôi nói gì không? Mà mở cửa ra. Chị không có lòng nhân từ hay sao? Chị lên lòng nhìn tôi cầu khẩn gian sinh mà dựng chuyện như vậy sao? Mở cửa ra đi. Vào ra luôn trong tinh nhàn, nắm cánh mơ màng, em luôn trong tinh chàng. Ôi ghen ghen vậy. Chị 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 ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, em à. Chị ơi, chị làm sao vậy hả chị? Có ai đây không? Cứu chị tôi với. Chị ơi, chị đừng có chết mà. Chị đừng có bỏ em mà. Mở cửa ra, mở cửa cho tôi, mở cửa ra cho tôi, đừng có nhốt tôi ở đây. Tôi phải đi cứu chị tôi. Tôi không thể nào để cho mấy người hại chết chị. Chị tha lừa tôi lại chị mà. Tôi lại chị. Nếu mà tôi ra không kịp thì chị Hương sẽ bị người ta giết chết. Chị làm ơn mở cửa ra đi. Đền đáp cho chị. Mở cửa ra đi, đừng có nhốt tôi mà. Mở cửa ra. Em thấy loại trà này thế nào hả Trọng? Uống có được không? Dạ ngon lắm anh ba. Vị nó hơi chát nhưng mà uống vô thấy nó ngọt ngọt ở cuốn họng, mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng. Buổi sáng mà uống được tách trà như vậy thì thiệt là thư thái. À thì ra em cũng là người sành uống trà quá hả? Anh ba cứ ghẹo em hoài. Em chỉ nói ra cảm nhận của mình thôi. À anh ba nè, ở đâu anh ba có được loại trà quý như vậy? Cái này là của quan ba sai người mang tới cho anh. Ông ta nói biết được sở thích của anh là thích uống trà, cho nên nhân dịp công cán ngoài Bắc Kỳ, ông ta mua về biếu. Chà, hình như là quan ba có vẻ để ý tới anh ba lắm. Ông ta để ý tới cái sự đóng tàu, chứ để ý tới anh làm gì? Cớ chi ông ta lại dòm ngó tới sự đóng tàu cũ kỹ đó chứ. Chắc là ông cần chỗ đặng bằng việc chi sanh lợi cho ông đúng không anh? Bởi vì cái sự đóng tàu đó nằm ở một địa thế rất là thuận lợi. Khi anh thấy quan ba một mực muốn bỏ vốn mở rộng công việc làm ăn ở đó, cho nên anh đã thấy nghi ngờ rồi.
anh đã âm thầm sai người đi điều tra thì mới biết thật ra là ông ta không hề quan tâm đến việc đóng tàu, mà ông ta chỉ dụng cho đó làm nơi trung chuyển hàng hóa chổng thôi. Nhưng mà theo em biết á, thì việc làm ăn ở xưởng cũng đang xuống dốc mà. Vậy mình hợp tác với ổng làm kho chứa hàng cũng được mà anh. Tư Trọng, em cạn nghĩ quá. Em có biết ổng buôn bán hàng gì không mà kêu anh hợp tác? Không lẽ hàng hóa của ổng là hàng cấm và thuốc phiện? Nếu em là anh, em có dám liều không? Mà như vậy thiệt hả anh? Quan ba mà làm như vậy khác gì dù mình tới đường chết. Chính vì vậy anh mới không đồng ý làm bằng với ổng. Nhưng mà em lo là lỡ ổng nổi giận rồi gây khó dễ cho anh thì sao? Việc đó anh đã từng nghĩ tới. Nhưng mà trời ơi, nãy giờ hai anh em ngồi uống trà đây sao? Mày, vậy mà má sai mấy sắp nhỏ đi kiếm tụi con từ sáng tới giờ đó. Má tìm con có chuyện gì không? Má ngồi xuống đây uống tách trà đi. Ghê quá con ơi, không biết ai mình làm cái chuyện ác nhân thất đức vậy nữa. Con Hường à, nó bị ai đó cắt lưỡi rồi. Má hay tin á, má tới đó nó nằm thất thần máu me đỏ lồm à, tội nghiệp nó lắm con ơi. Bây giờ có sao rồi má? Bây giờ nó đau đớn lung lắm rồi con à, máu chảy ra nhiều nhưng mà đắp thuốc bây giờ nó đỡ rồi con à. Từ nay con Hường nó trở thành người câm luôn rồi con ơi. Anh ba, mình mau tới đó thử coi đi anh. Bụng mang dạ chửi như vậy mà người ta cũng không tha cho cổ nữa, thật là tàn nhẫn luôn quá. Anh ba, nhất định anh phải tìm ra được thủ phạm nha anh ba. Có lẽ hắn ta cố tình cắt lưỡi Hường để cổ che giấu một sự thật kinh khủng nào đó. Tội ác này quả thật không thể dung thứ được đâu anh ba à. Má cũng nghĩ nhân trọng đó con ơi, không phải tự nhiên mà người ta cắt lưỡi con Hường đâu con à. Thôi con đi mau mau tới đó đi, để còn điều tra ra manh mối nữa. Anh ba, dạ con đi. Nam mô A Di Đà Phật. Đẹp, sao? Mày có thấy con Hường nó kỳ lạ không? Kỳ lạ gì chứ? Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho nó thôi à. Ý tao nói á là cái cách nó nhìn cậu ba đó. Mày không thấy hả? Nó vừa nhìn thấy cậu ba từ xa là nó đã hết hồn hết vía rồi. Cũng đúng hen. Nhưng mà cậu đi hai người, chứ có phải cậu đi mình ên cậu đâu. Nhưng tao không nghĩ là con Hường nó sợ cậu Tư đâu. Lâu nay cậu là người thường hay giúp đỡ nó. Dạ lại tao thấy nó cũng mến cậu nữa mà. Bà nói vậy là ám chỉ việc này do cậu ba cậu mần, cho nên con Hường nó mới gặp mặt là đã run như vậy rồi phải không? Ê hả, mày đừng có nói xàm. Tao không có lớn gan như vậy đâu. Tao chỉ thắc mắc á, không hiểu cớ chi mà nó lại sợ cậu ba lung như vậy. Thôi mà, việc chi á cũng phải có chứng có cớ. Bà đừng có đem cái chuyện này ra ngoài mà nói, kẻo làm ăn họa nữa đó đa. Thôi tôi đi vô bếp nấu cho con Hường miếng cháo đây, sẵn kiếm cho nó bộ đồ khác đặng nó thay, chứ bộ này dính máu me tùm lum rồi. Tao biết rồi. Thank you.
Tối qua ai canh chừng ở đây? Dạ, dạ thưa bà hai là con. Mày canh ở đây mà tối qua con Hường bỏ đi mày không biết sao? Mày đúng là cái thứ ăn hại. Dạ thưa bà, con đâu dám lơ là nhiệm vụ của mình. Dạ, tối hôm qua con đau bụng, con đi ngoài. Rồi có ai đó không biết nữa cầm gì đó đập vô đầu con một cái. Cho nên con ngất đi, mà không biết gì nữa. Bà Lâm à, người nào mần việc này á, coi bộ cũng lớn gan lắm đó. Má nghĩ chắc ai đó sợ con Hường tố cáo họ, nên họ mới tìm cách thủ tiêu nó đó. Cũng chưa chắc đâu em hai à. Không chừng có người thấy nó mắc nạn, cho nên ra tay cứu giúp giải thoát cho nó đó chứ. Chị nói vậy mà đúng không em ba? Dạ, chị cả tha lỗi. Việc này em cũng không tỏ, nên không dám nói quấy đâu chị. Vậy ý con thế nào hả ba Lâm? Con nghĩ là con Hường bỏ trốn, hay là có người tới bắt nó đi? Việc này xảy ra quá bất ngờ, nên con cần có thời gian điều tra coi sao đã. Nhưng con nghĩ đây là người trong nhà mình, vì có ở đây họ mới có thể rành đường đi nước bước như vậy. Nếu là người ngoài, họ sẽ không biết đường mà tới đây đâu. Con nói đúng lý lắm đó ba Lâm. Vậy giao cho thằng ba Lâm việc này nghe chị cả. Ta nói cái tánh nó thẳng thắn lắm. Nếu biết ai mà mần việc này á, thì có là người thân ở trong nhà, nó cũng sẽ không dung thứ đâu. Tôi cũng mong thằng ba sớm tìm ra thủ phạm, đặng coi ai mà mất mặt ở trong nhà này cho biết. Ba Lâm à, nếu cần thì con cứ tra xét từng người, không có nể nang ai hết á, nha con. Dạ, con biết rồi. Nói nào ngay, cái số con Hường sẽ lắm quả vậy chứ. Tai họa này vừa đi thì tai họa khác ập tới. Thiệt khổ cho nó. Nó ở đây thì còn có chỗ sanh đẻ, chứ nó bỏ đi nơi khác á thì sẽ chết cả mẹ lẫn con á. Em hai à, sao em ác khẩu luôn vậy? Nói gì thì nói, nó cũng đã ở với mình bao nhiêu lâu nay rồi, ít nhiều cũng mến tai mến chân chứ. Chị nhân từ vậy á, sao ngay từ đầu chị không cản đi? Chị để nó bị nhốt ở đây mừng chi cho bây giờ chuyện xảy ra. Ông Bốn à, sáng nay ra chợ mua cho tôi sắp giấy tiền vàng bạc nghe không? Giờ tới ngày 16 mà mua chi sớm vậy bà? Ông biết tôi mua để mừng chi không mà kêu sớm với trễ? Thường á thì ngày 16 hay mùng 2 bà mới kêu tôi đi mua đồ về cúng cô hồn. Bữa nay thấy bà biểu mua sớm, tôi hỏi lại gì mà. Bây giờ nhà có người chết có phải đốt giấy tiền vàng bạc không? Mà nếu không cúng thì nó về đòi mạng nhà mình có đúng không? Bà nói nghe sao ghê quá. Nhưng mà tôi nói này bà đừng giận nha. Hôm nay đâu có thấy ai chết đâu. Ông trọng tuổi rồi mà sao ông cạn nghĩ quá vậy hả? Bây giờ một người bị cắt lưỡi, máu ra nhiều, rồi sau đó tự dưng biệt tích.
Ông á, ông nghĩ sao? À, thì ra là bà nói tới con Hường hả? Mà bà nghĩ nó chết thiệt hả? Nó làm sao mà sống được chứ? Cái đứa mà ra tay hại nó chắc sợ bị truy ra tông tích, cho nên thủ tiêu cái xác luôn rồi. Thôi ông bây giờ đi chợ giùm tôi đi, rồi tôi vô tôi kêu con đẹp nấu mâm cơm đặng cúng cho nó. Dạ tôi đi liền.